Anh Nghiêm Minh Hiệu, sinh năm 1982, trú tại thành phố Vinh, là một trong số những nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất trong đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động của Lê Duy Anh và đồng bọn gây ra. Để sang được nước Úc, thì anh Hiệu phải trả cho các đối tượng là 36.300 USD. Chờ đợi từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, anh Hiệu vẫn chưa đi xuất khẩu sang Úc như lời cam kết của các đối tượng. Gia đình tôi là cùng vay ngân hàng và đến giờ thì nói thật sự là như tùng quần tức là không ngồi là cái tiền cho con ăn học phải chỉ là như làm trả đủ để 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 cho con ăn học con tiền ngân cũng có anh Hiệu chỉ là một trong số hơn 400 lao động là nạn nhân của các đối tượng trong vụ tổ chức môi giới người đi nước ngoài do Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An thụ lý. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh Điều tra đã thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng, gồm Lê Duy Anh, sinh năm 1979, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đóng vai trò chủ mưu. Trần Thị Hà, sinh năm 1974, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, và Trần Thị Thành, sinh năm 1959, Hồ Thị Hằng, sinh năm 1965, cùng trú tại thành phố Vinh. Trong quá trình tuyển dụng lao động, Lê Duy Anh tự giới thiệu là giám đốc một công ty trực thuộc mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Người lao động muốn chân Úc thì chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, còn mọi thủ tục đã có phía bên Úc lo, thời gian xuất cảnh nhanh tiền 20 tỷ đồng đó của người lao động nộp đã nộp thông qua tôi để dành những đưa cho môi phía môi giới Malaysia nhưng cũng chưa có ai được xuất cảnh và được cấp cái giấy tờ visa hợp pháp. Thủ đoạn của các đối tượng là trực tiếp gặp người dân để tư vấn, hứa hẹn sẽ đưa họ sang Úc làm việc ở công ty thu mua nông sản và trái cây với công việc nhẹ nhàng, lương thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng trên một tháng, bảo chỉ cần nộp hộ chiếu ảnh để các đối tượng làm thủ tục và chi phí khoảng 20.000 USD. Sau khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục, Lê Duy Anh đã câu kết với một số đối tượng ở Malaysia gặp các lao động và tạo lòng tin để những người này yên tâm để Lê Duy Anh làm thủ tục đưa họ sang Úc. Qua vụ việc trên, mỗi người lao động nếu có nhu cầu xuất khẩu sang nước ngoài làm việc thì cần tìm hiểu đầy đủ, kỹ lưỡng về các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp phép về xuất khẩu lao động nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra ở trên. Liên quan đến hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, thời gian gần đây, Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực đấu tranh với loại tội phạm này. Trong năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 9 vụ 15 bị can về tổ chức môi giới cho người trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Riêng từ tháng 9 năm 2019 đến nay, đơn vị đã khởi tố 3 vụ 5 bị can.